cả nhà. Hôm nay anh em mình cũng làm trễ cả nhà, có xuống hầm nhà mình bắt được mớ cá lau kiến, lấy bằng cái lưới túi của anh em mình có cái lưới cả nhà, em bắt được đâu cũng gần 20 con á. Có cá gì nữa mà anh em mình không bắt, bữa nay mình tận dụng mình làm món cá lau kiến hấp xả. Đây nguyên liệu anh em bằm xả để xem mới ốp đồ mới tỏi để vô, hơi trễ mình làm cũng hơi gấp gói không có đồ cả nhà. Tỏi nè, xong với ớt, nó có cái ớt này nó phải, cái món này phải cay mới được cả nhà, cay ăn mới ngon. Nên mình phải đầm mớ tỏi vô cho nó thơm, rồi ớt thêm, rồi làm gia vị thêm, rồi anh em mình quay cho nhà xem ha. Theo chân anh em mình làm món đi, giờ mình trước tiên mình đập tỏi đi. Chởi tại anh em mình cũng hơi chởi á, đâu có hồi sớm hồi tối này. Cá này lớn rồi nè, à, bò nó nhỏ gì coi lớn rồi nè, bắt lên hơi chởi rồi anh em chởi luôn, rồi anh em bỏ 4 giờ để xong rồi, mấy hai trái là hai trái. Vậy là cá này còn lớn nữa. Còn lớn nó đang đẻ mà. Trứng thì nhiều lắm mà anh em mình bỏ cho không có ăn. Nếu là món này cũng khó, lâu lắm rồi anh em mình mới làm lại. Chứ đúng ra là tỏi là anh em mình cũng bằng gì. Tỏi là anh em mình để nguyên củ gì đó, để vô trong bụng đó. Mình gấp quá rồi không có làm. Làm gì được. Cũng thơm, cái nào cũng thơm chứ, mà cái này nó thấm vô trong thịt trong xả rồi nó thơm hơn. Cái kia là chủ yếu làm xong anh em mình chỉ ăn cái củ tỏi thôi. Nhưng mà thời gian còn dài á, anh em mình ăn dài là lát ra, lát mỏng củ tỏi ra để thì kiếm được miếng rồi chứ không có bầm gì. Này thêm hai trái dừa nữa là ngon. Nói chung có dừa nói chi, có dừa tươi là ngon. Chạy qua lên nước lọc. Giờ anh em làm xấu quá không đi được dừa. Dừa nhà mình có. Quấy đều lên, mình ớt gia vị bột ngọt, đường không có nước mắm mà mình ớt miếng muối nữa nha. Cá này là đầy thau nhưng mà bữa nay quá nhiều. Có cái ghế chưa? Cái ghế em tỉnh. Cái ghế nào đâu? Tại có ghế nào mà quân chờ. Cái ghế bữa đó mà. Giờ anh em mình không làm cái ghế nữa, anh em mình chơi chưa được. Cái gì? Cái gỗ mình. Gỗ. Gỗ đi. Gỗ lấy gỗ đỏ kìa. Gỗ đỏ kìa. Chắc được. Ngầu mượn mày. Đúng rồi. Được. Ở trên đó có cái ghế nhỏ, ghế nào nhỏ nào không đưa cái ghế coi. Cái ghế nào nhỏ nào đưa chứ tôi cái ghế coi, ghế nào gì nè. Cái ghế đựng nào á. Chén nước vô đi. Cái
cá thủy cả nhà. Nói chung cá thủy thì nó thơm hơn cái kia. Cái kia thì nó mau chín hơn mà. Không phải một cái cá thủy mình hấp được con cá nó gáo. Cá đó 900g, 800g rồi. Cái cơm hôm nay là cho đủ cay luôn đó nha. Đúng không? Nó nhiều nhiều đi. Nó có thể mà. Đây cái hơi không à. Cá nướng chấm mắm trong cái gì rồi? Cơm bữa em gọi rồi, cái tay gì sao bóc máy luôn. Tắt lửa rồi, lửa lên lại đây. Làm không kịp thôi cả nhà. Tối quá tối. Món này phải làm chín sớm ăn mới ngon. Làm trễ quá gấp gáp cái nướng hấp con cá nó không được chín nó không được ngon cả nhà. Phải bài bản lên. Mềm con cá nhiều tới. Ăn cá nó thơm mà nó. Anh đi bước kìa. Gì? Tám mày nước mình dưới nhà nè. Đó mày dưới này nè, cái đống rồi, cây chà bá đó. Canh chua là mặn mặn nè, với cái lâu tiếng lột cá chó nó kìa, nát mặt mày luôn. Ôi trời gì ôi quốc diện não quốc ấy hả ăn quốc thịt đỏ. Cái muối này chấm tóc không mình. Nhiều không? Nhiều lắm không? Vừa. Nó ngon mà trứng ăn không ngon. Trứng ăn không trứng kỳ cục không nó không có béo nó cù ra mà trứng nó cái thắt lát nó cũng khô, trứng thắt lát nó cũng khô nhẹ bởi
ba ngủ gào để không dính nữa. Ngọc Kiến ăn gào gì vậy? Không phải có nướng mà. Ừ thì trên đấy tát nó chóc. Trời ơi, bẻ cho hết mẹ gì đi. Đưa vô mình nó không có lỗ. Không được. Lại gà. Là cái chớp mình chịu là mặn lọc da. Trời ơi, lọc da trời ngon. Làm gì chiên hả? Ừ, chiên không xả chiên. Ừ, heo héo đều quên, ngon. Phải sớm sớm á. Đó, đó, bắt chẳng rộng. Không, rộng, rộng ngày. Em tắt đi mà. Gà bơm lấy tiền đấy chứ không phải không lấy tiền đâu mà bắt giữ vô. Làm đi với Giang với Tiên Giang hai thằng xin lọt con muối xả. Ừ, hơi léo á. Chị ở tên mẹ tao nhớ dắt cá cha đi. Cha làm gì trời? Cá cha mà ngồi trên kia tắm ký á. Cá đang hồi gặp không? Đúng rồi. Mua vô thả vô vô hầm lạnh. Cái ghê. Cha con chùa là hồi hò cái chai cái chiên không à, chiên ngon thịt sắp thành ra cho tao đi vô cho nó vô được rồi.